Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Carrel, chiếc xe 7 chỗ ngồi lai giữa MPV và SUV của bên nhà Kia. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2023, đây là video đầu tiên mà Top Car VN cập nhật và giới thiệu về Kia Carrel. Một cái mẫu xe mà khi mà đưa về thị trường Việt Nam được định hình cạnh tranh với những dòng xe Mitsubishi Xpander hay là Suzuki Ertiga hay là Hyundai Stargazer. Nhưng kiểu dáng thiết kế của Kia Carrel thì nó mang hơi hướng của những dòng xe SUV hơn. Với cái dòng xe Kia Carrel này, nó có đến 3 tùy chọn động cơ về hộp số. Thứ nhất là máy 1.5 hút khí tự nhiên, hộp số tự động vô cấp anh chị ạ. Lựa chọn thứ hai là cũng máy 1.5 nhưng mà là máy dầu. Máy dầu thì hộp số sẽ là 6 cấp. Và lựa chọn thứ ba đó là máy 1.4 turbo, hộp số ly hợp kép 7 cấp số. Vậy thì tùy từng phiên bản cụ thể khuyến mại lăn bánh chi tiết như thế nào thì mình xin phép cập nhật để anh chị chúng ta xem xét tham khảo, xem với tầm tiền mà chúng ta đang cần tìm 7 chỗ ngồi, chiếc xe Kia Carrel này có đáp ứng được không nhá. Tùy chọn đầu tiên đó là Kia Carrel máy 1.5 hút khí tự nhiên. Thì phương án 1 đó là số sàn của Kia Carrel 1.5 MT Deluxe số sàn. Bản này thì có hai lựa chọn, một là xe tồn 2022, hai là xe 2023. Xe 2022 thì đang bán là 559 triệu, xe 2023 thì đang bán là 589 triệu đồng. Vậy thì mình sẽ cập nhật giá theo 2022, nếu 2023 chúng ta cộng thêm 30 triệu là ok. 559 triệu đồng trừ đi chính sách giá linh động từ bên phía đại lý tùy từng vùng. Lăn bánh ở tỉnh của nó là 589 triệu. Ở Hà Nội là 615 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 612 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 589, ở Hà Nội là 615 và thành phố Hồ Chí Minh là 612 triệu đồng. Anh chị khách hàng nào mà chúng ta chạy công việc, chạy dịch vụ cần 7 chỗ ngồi số sàn thì Kia Carrel 1.5 Deluxe này đáp ứng được. Phiên bản thứ hai, sự lựa chọn thứ hai đó là Kia Carrel 1.5G IVT. Đây là phiên bản hộp số vô cấp và nó là phiên bản thường. Bản này với mức giá đề xuất là 629 triệu đồng. Trừ đi chính sách giá linh động từ bên phía đại lý, lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 655 triệu. Ở Hà Nội là 680 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 684 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 655, ở Hà Nội là 680 và thành phố Hồ Chí Minh là 684 triệu đồng. Và sang cái sự lựa chọn thứ ba đó là Kia Carrel cũng là máy 1.5G nhưng mà là phiên bản luxury, bản đắt tiền nhất của máy 1.5 hút khí tự nhiên này. Mức giá đề xuất của nó là 659 triệu đồng. Trừ đi chính sách giá linh động từ bên phía đại lý tùy từng vùng. Lăn bánh ở tỉnh là 685, ở Hà Nội là 712 và thành phố Hồ Chí Minh là 715 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 685, Hà Nội là 712 và thành phố Hồ Chí Minh là 715 triệu đồng. Máy 1.5 hút khí tự nhiên hộp số vô cấp này nó sẽ là cạnh tranh mạnh mẽ với những dòng xe ở phân khúc MPV 7 chỗ. Ví dụ như là chiếc xe Toyota Veloz đúng không ạ? Hay là chiếc xe Hyundai Stargazer, kiểu động cơ hộp số nó cũng như thế này. Thế còn Kia Carrel có một cái tùy chọn tiếp theo đó là máy dầu. Mình cũng thấy nhiều anh chị khách hàng chúng ta tìm hiểu về một chiếc xe 7 chỗ ngồi đa dụng ở cỡ nhỏ này, tìm máy dầu nhưng mà không có. Nhưng mà duy nhất ở phân khúc này có Kia Carrel hôm nay mình giới thiệu. Máy dầu thì sẽ có hai phương án lựa chọn. Một là máy dầu phiên bản Premium và hai là phiên bản Signature anh chị nhé. Vậy thì đầu tiên là Kia Carrel 1.5 máy dầu Premium, xe là 2023, với mức giá đề xuất là 829 triệu đồng. Lăn bánh ở tỉnh của nó là 864 triệu, ở Hà Nội là 891 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 893 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 864, ở Hà Nội là 891 và thành phố Hồ Chí Minh là 893 triệu đồng. Đó là Kia Carrel 1.5 máy dầu Premium. Phía trên bản Premium đó là phiên bản Signature, cũng là máy 1.5 máy dầu thôi. Hộp số của máy dầu sẽ là hộp số 6 cấp anh chị nhé. Mức giá đề xuất của nó là 859 triệu đồng với bản Signature này. Trừ đi chính sách giá linh động thì lăn bánh ở tỉnh là 894, ở Hà Nội là 924 và thành phố Hồ Chí Minh là 922 triệu đồng anh chị ạ.
tỉnh là 894, ở Hà Nội là 924 và thành phố Hồ Chí Minh là 922 triệu đồng. Rất nhiều khách hàng thích máy dầu ở cái kiểu một chiếc xe 7 chỗ ngồi đa dụng cỡ nhỏ này. Nhưng mà nếu như mà nhìn vào cái tầm tiền này thì có lẽ là chắc lại tiếp tục phân vân, đúng không ạ? Tầm tiền lăn bánh đến gần 900 triệu đồng cho một chiếc xe máy dầu MPV này thì cũng cơ bản là khó lựa chọn, theo mình là như vậy. Và sự lựa chọn tùy chọn động cơ tiếp theo, đó là Kia Carens máy 1.4 turbo hộp số ly hợp kép 7 cấp số. Chắc có lẽ là nó giống với cả chiếc xe Kia Seltos máy 1.4 turbo đấy anh chị ạ, cùng của bên Kia cả. Máy 1.4 turbo thì cũng có hai tùy chọn, một là bản Premium, hai là phiên bản Signature. Thì đầu tiên là phiên bản Premium, máy 1.4 bản Premium có mức giá đề xuất là 725 triệu. Lăn bánh ở tỉnh sau khi mà trừ đi chính sách giá linh động tùy từng vùng là 755 triệu. Ở Hà Nội là 782 và thành phố Hồ Chí Minh là 784 anh chị ạ. Tỉnh là 755, Hà Nội là 782 và thành phố Hồ Chí Minh là 784 quý chị các bạn nhé. Thế còn sự lựa chọn tiếp theo đó là Kia Carens 1.4 Signature anh chị ạ. Bản này với mức giá đề xuất là 764 triệu đồng. Trừ đi chính sách giá linh động lăn bánh ở tỉnh là 795 triệu. Ở Hà Nội là 822 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 825 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 795, Hà Nội là 822 và thành phố Hồ Chí Minh là 825 triệu đồng theo phương án trả thẳng. Đó là cái mức giá của Kia Carens với 3 tùy chọn động cơ và hộp số, máy 1.5 hút khí tự nhiên, rồi là máy dầu, rồi là máy turbo, kiểu nào Kia Carens cũng có luôn. Vậy thì nếu anh chị chúng ta đang cần tìm chiếc xe 7 chỗ ngồi đa dụng kiểu dáng thiết kế của cái dòng xe Kia Carens này thì nó mang cái tính chất của một chiếc xe SUV hơn, chứ không mang cái thiết kế thuần của một cái dòng xe MPV. Chúng ta muốn xem xe, chúng ta muốn lái thử trực tiếp thì hãy cứ gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.